Chào tất cả các bạn học sinh khối 9. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái chương 3 con người, dân số và môi trường. Bài 53 tác động của con người đối với môi trường. Ta đi vào phần 1 La Mã tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội. Các bạn biết là con người chúng ta đã phát triển qua ba cái thời kỳ quan trọng, đó là thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ xã hội nông nghiệp cho đến thời kỳ xã hội công nghiệp. Bạn quan sát hình ở thời kỳ xã hội nguyên thủy, những hoạt động của con người chủ yếu là những hoạt động gì? Con người chúng ta ở thời kỳ nguyên thủy thì chủ yếu đó là săn bắt và hái lượm, đồng thời là biết sử dụng lửa để mà nướng thức ăn, làm chín thức ăn, sưởi ấm và để đốt rừng, săn thú. Như vậy thì nó có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Rồi, xã hội nông nghiệp. Nông nghiệp thì bắt đầu là con người biết trồng trọt, chăn nuôi để mà có cái ăn. Như vậy thì những cái hoạt động này có ảnh hưởng gì đến môi trường, tác động đến môi trường tự nhiên hay không? Tiếp theo, xã hội công nghiệp. Xã hội công nghiệp thì con người bắt đầu là xây nhà để định cư nè, rồi xin lỗi, xã hội công nghiệp thì con người bắt đầu là xây nhiều nhà, tòa nhà cao ốc, rồi nhà máy xí nghiệp, rồi khai thác khoáng sản rất là nhiều. Đây là những cái hình ảnh về khai thác than ha. Rồi bắt đầu xây nhiều các cái cảng biển rồi và nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều. Các bạn so sánh cái đô thị, cái mức độ đô thị hóa ở Hải Phòng năm 1915 và Hải Phòng ngày nay, các bạn thấy là nó khác rất là xa ha. Phương tiện giao thông ngày xưa và phương tiện giao thông ngày nay nó cũng khác nhau rất nhiều. Ngày xưa thì phương tiện giao thông rất là thô sơ, sử dụng sức người hoặc là sức trâu bò là phần nhiều. Còn phương tiện ngày nay thì các bạn thấy số lượng cũng rất là nhiều, và cái nữa đó là nó phải sử dụng những cái nhiên liệu để mà chạy được, xả thải ra môi trường rất là nhiều. Rồi, nông nghiệp ngày xưa thì con trâu cái cày gắn liền với nông nghiệp ha, nhưng mà ngày nay thì máy móc đã tham gia vào cái quá trình phát triển nông nghiệp rất nhiều, con người hiện tại rất là được tiện nghi. Và kết lại qua ba thời kỳ bằng những cái hình ảnh như trên hình ha. Rồi, đây là cái bảng mà chúng ta sẽ kết lại xem là qua các thời kỳ thì hoạt động chủ yếu của con người là gì và nó tác động như thế nào tới môi trường tự nhiên. Để các bạn nghiên cứu hoàn thành cái bảng ha. Đây là các bạn đã cô đã hoàn thành rồi, các bạn nghiên cứu phân tích. Đầu tiên đó là thời kỳ xã hội nguyên thủy thì hoạt động chủ yếu của con người là săn bắt hái lượm. Cái mặt tích cực đó là biết dùng lửa để mà nấu chín thức ăn, đó là một cái sự sáng tạo lớn đối với cái xã hội loài người ở thời đó. Nhưng mà cái mặt tiêu cực thì do là biết dùng lửa họ đốt rừng để dùng thú dữ, cho nên là làm mất nhiều loài sinh vật và giảm diện tích rừng. Qua cái thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ nông nghiệp thì hoạt động chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và định cư, tức là xây nhà ở. Thì tác động tích cực đó là tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi, hình thành các hệ sinh thái trồng trọt. Nhưng mặt khác
thì tác động tiêu cực là lại chặt phá đốt rừng để mà lấy đất canh tác rồi chăn thả gia súc. Hậu quả thì nó làm cho đất khô cằn, giảm độ màu mỡ, làm suy giảm cái hệ sinh thái rừng. Qua đến cái thời kỳ công nghiệp thì là thời kỳ của chúng ta hiện hiện nay á, hoạt động chủ yếu của con người đó là cơ giới hóa nông nghiệp lên, không có sử dụng những cái phương tiện thô sơ nữa ha. Đô thị hóa thì tăng, công nghiệp khai khoáng thì phát triển. Như vậy thì cái mặt tích cực thì nó sẽ lai tạo và nhân được nhiều giống cây trồng và vật nuôi, sản xuất được nhiều loại phân bón và thuốc trừ sâu. Ngay tại chỗ này các bạn thấy là thuốc trừ sâu mà nếu như mà sử dụng không đúng cách hoặc là dư lượng thuốc trừ sâu nhiều quá thì khi mà nó thấm xuống đất và đi xuống dưới cái mạch nước ngầm thì sẽ gây cái ô nhiễm mạch nước ngầm, nhiễm độc cho cái người sử dụng ha. Tác động tiêu cực là phá nhiều diện tích rừng, môi trường thì bị ô nhiễm, làm giảm diện tích đất tự nhiên và đất nông nghiệp, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Đó là những cái tác động của con người tới môi trường tự nhiên qua ba thời kỳ. Và qua phần thứ hai, tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. Và quan sát hình, nó thấy là con người chúng ta đã gây ra rất là nhiều các cái hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên. Ví dụ như là các bạn thấy lũ lụt, hạn hán xảy ra triền miên ha, nhất là ở cái khu vực miền Trung thì năm nào hầu như là năm nào cũng xảy ra hai cái hiện tượng lũ lụt hạn hán. Mà năm nay thì các bạn thấy là kể cả ở khu vực miền Tây thì cái tình trạng là hạn hán cũng đã diễn ra ở khu vực miền Tây, ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái sự sinh hoạt cũng như là phát triển kinh tế của người dân. Rồi khi mà con người đốt rừng để mà làm nương rẫy hoặc là khai phá thì nó sẽ gây ra mất nhiều loài sinh vật và mất đi cái nơi ở của sinh vật, còn làm ô nhiễm môi trường nữa. Rồi cái hiện tượng thoái hóa đất làm cho đất không có còn màu mỡ như trước nữa, xói mòn đất nữa. Các bạn quan sát những hình ảnh tiếp theo, chặt rừng, phá rừng, đốt rừng, ảnh hưởng rất nặng nề nha các bạn. Những cái hoạt động mà chặt phá rừng, đốt rừng thì gây xói mòn đất, mất rừng làm cho khí hậu thay đổi, lượng mưa thì bị giảm đi, mất nhiều loài sinh vật và nơi ở của các loài sinh vật, làm giảm đa dạng sinh học, dễ gây nên mất cân bằng sinh thái. Đây là cái hậu quả mà nặng nề nhất đối với cái vấn đề sinh học. Nước mưa chảy trên bề mặt bị không có được cây rừng ngăn cản nên là nó xối thẳng xuống đất, gây ra lũ lụt, lũ quét, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và ảnh hưởng đến lượng nước ngầm. Đây là tình trạng hạn hán, băng tan, nhiệt độ trái đất tăng lên và gây ra hiện tượng băng tan ở hai khu vực Bắc Bán Cầu và Nam, Bắc Cực và Nam Cực. Xói mòn, triều cường, lũ lụt xảy ra ha. Rồi xả thải ra biển, ra sông làm cho ô nhiễm cái môi trường nước, cá, tôm, những cái loài thủy hải sản chết hàng loạt. Sạt lở đất rồi gây biến đổi khí hậu. Rồi, chúng ta sẽ tổng kết những cái hoạt động của con người gây những cái hậu quả đối với môi trường tự nhiên bằng cái bảng sau đây. Thì các bạn tìm hiểu trong thông tin trong sách giáo khoa, cũng như là các cái thông tin khác để các bạn ghi kết quả vào đây ha. Đây là nội dung của phần 2. Đáp án
có thấy là hoạt động của con người. Thứ nhất là hoạt động hái lượm thì nó sẽ đi với câu A là mất nhiều loài sinh vật. Bạn thấy là hai cái hoạt động hái lượm nói là mất nhiều loài sinh vật nhưng cũng không đến nỗi, bởi vì ở cái thời kỳ này hái lượm thì nó ảnh hưởng rất là ít đến cái môi trường tự nhiên. Tiếp đến là săn bắt động vật hoang dã thì kết quả là câu A và câu H thì gây mất nhiều loài sinh vật và mất cân bằng sinh thái ở cái mức độ tức là khá là nặng. Đốt rừng lấy đất để mà trồng trọt, đốt rừng cháy rừng thì nó gây ra cái hậu quả cực kỳ nặng nề nhé bạn. Thì nó gây ra tất cả những cái hậu quả ở bên cái cột bên phải của chúng ta, gây mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của sinh vật, rồi gây xói mòn thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, cháy rừng hạn hán, gây mất cân bằng sinh thái. Rồi hoạt động chăn thả gia súc thì nó gây ra những cái hậu quả ở câu A, B, C, D, G, H là chỉ có không có gây cháy rừng thôi đó mấy bạn. Tiếp đến phát triển nhiều khu dân cư cũng vậy, chỉ có không có cháy rừng thôi, còn lại thì là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn phân tích thử xem là nó tại sao nó lại những cái hoạt động chăn thả gia súc và khai thác khoáng sản này nó lại gây ra nhiều cái hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên như vậy. Rồi phát triển khu dân cư cũng vậy luôn. Thứ bảy đó là chiến tranh. Chiến tranh thì gây ra rất là nhiều cái hậu quả nặng nề. Bạn học lịch sử rồi bạn thấy đó là gì, ngoài những cái hoạt động ví dụ như là bắn súng hay là ném bom gây cháy rừng nè, thì còn có những cái chất độc dioxin nó thả xuống những cái cánh rừng gây mất cái cân bằng hệ sinh thái. Gây mất cân bằng hệ sinh thái thì nó còn ngấm xuống dưới đất, ngấm xuống mạch nước ngầm, gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái mạch nước ngầm ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến con người rất nhiều, thiên nhiên cũng rất là nhiều. Hiện nay thì còn lưu lại rất là nhiều cái ảnh hưởng của chiến tranh ha. Thì đó là cái nội dung của cái phần 2 các bạn lưu ý nha. Ba La Mã, vai trò con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Vậy thì các bạn thấy là qua các thời kỳ phát triển của con người, xã hội loài người đã gây ra rất là nhiều hậu quả không tốt đối với môi trường. Vậy thì ngày nay khi mà đã nhận thức được cái việc của mình làm gây phá hủy môi trường tự nhiên, ảnh hưởng rất nhiều đến cái trái đất xanh, thì con người đã làm gì để mà bảo vệ và cải tạo lại cái môi trường mà mình đang sinh sống. Rồi, những cái biện pháp như là gì? Phục hồi và trồng rừng, bảo vệ các loài sinh vật bằng cách là xây các cái khu bảo tồn ha. Rồi sử dụng có hiệu quả cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng có hiệu quả tức là gì các bạn? Hàng ngày khi mà chúng ta đi học á thì ra chơi thì thường chúng ta hay nói là gì? Tắt đèn quạt khi ra khỏi phòng, sử dụng nước tiết kiệm đúng chưa? Rồi kiểm soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, rồi không xả rác bừa bãi. Rồi cái nữa ảnh hưởng cũng rất là nhiều, đó là phát triển dân số quá nhanh, bùng nổ dân số thì cũng gây ô nhiễm môi trường rất nhiều. Phát triển khoa học kỹ thuật cho nhiều giống cây có năng suất và chất lượng cao để mà phát triển nó lên ha. Rồi sử dụng xe đạp điện thay vì đi xe máy, cái này thì cũng giảm được một phần nào đó thôi, nhưng mà xe điện thì cũng vẫn phải dùng điện nha các bạn. Sử dụng năng lượng sạch, những cái nguồn năng lượng sạch là gì? Ví dụ như năng lượng mặt trời, đây là những cái tấm pin năng lượng mặt trời để thu
năng lượng chuyển hóa thành năng lượng điện đúng không? Đây là cối xay gió thì sử dụng cái năng lượng gió để chuyển hóa thành năng lượng điện. Đây là những cái nguồn năng lượng sạch. Ngoài ra nó còn có cái năng lượng địa nhiệt xây dựng nhà máy, nhằm các cái nhà máy xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải. Cái này ở Bình Dương mình á thì đã có cái nhà máy hệ thống xử lý nước thải rồi đó các bạn, của công ty Đại Nam rồi, thực hiện theo cái chỉ thị của Bác Hồ. Đó là gì? Trồng cây xanh, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc ha. Rồi chúng ta tuyên truyền hưởng ứng chương trình về bảo vệ môi trường, rồi có cái chương trình